chúng ta sẽ tăng lương cho những người ở lại và họ bắt buộc phải làm thêm những công việc và điền vào những cái chỗ trống đó. Nghĩ sao mà ổng làm được cái trò đó vậy trời? Cắt nhân lực hả? Trời đất ơi, không có nhân tính chút nào luôn á. Hồ sơ vậy hả? Làm vậy rồi làm sao tôi báo cáo với sếp trên? Dạ, không thấy có chỗ nào sai đâu sếp. Cô làm sếp hay là tôi làm sếp? Làm lại cái đống này cho tôi. Thưa đây, tất cả mọi người, hôm nay tôi cũng uể oải lắm, nhưng mà bắt buộc tôi phải mời tất cả mọi người có mặt ở phòng này để tôi. Thời gian qua thì cái dịch Covid-19 hoành hành, nó làm cho mọi cái trì trệ, có những cái không cầm cự được, phá sản luôn. Và công ty chúng ta đang rơi vào trong một cái hoàn cảnh giống như vậy. Chính vì vậy thì tôi mời mọi người có mặt ở đây để cùng bàn thảo xem coi cái hướng nào giải quyết tốt nhất, khắc phục tốt nhất. Rồi, ai có ý kiến gì? Sao im re hết trơn rồi vậy? Có ai có không? À, dạ, thưa Phó Giám Đốc. Mời. Theo em lúc này là mình nên cứng rắn, nên tiến hành cắt giảm nhân sự, đặc biệt là với những cái người đang có nguy cơ bị Covid-19 hay là những người đang ở cái khu vực mà cách ly. Đồng thời lúc đó thì chúng ta sẽ tăng lương cho những người ở lại và họ bắt buộc phải làm thêm những công việc và điền vào những cái chỗ trống đó. Thì như vậy thì mình vừa đảm bảo an toàn mà mình có thể giữ gìn được sức khỏe của mình, đồng thời những cái người ở lại cũng sẽ không bị chịu thiệt thòi ạ. Em xin hết. Tiếp, còn ai nữa không? Ai có phản biện? Dạ mời. Thưa Phó Giám Đốc, tôi không đồng tình với ý kiến vừa rồi của cậu Tuấn. Nếu chúng ta làm như vậy thì những người ở lại sẽ được nâng lương, tăng lương. Nhưng những người ra đi thì sao? Không phải bản thân họ, cuộc sống gia đình của họ sẽ ra sao? Tại sao chúng ta không nghĩ tới cái điều đó chứ? Tôi nghĩ đây không phải là tinh thần của công ty chúng ta. Không có mợ thì chợ vẫn đông. Thế em thấy thì mình không làm ở đây thì mình vẫn có thể làm ở chỗ khác có sao đâu ạ? Tôi nghĩ cái điều đó là không thể, nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm này. Chính công ty chúng ta nè còn muốn loại bỏ họ thì nơi nào, ai sẽ nhận họ? Không, đây không phải là tinh thần của công ty chúng ta. Thưa Phó Giám Đốc, thưa tất cả mọi người, tôi thấy công ty của chúng ta cần phải làm những việc. Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách là phát khẩu trang hay là phát cồn rửa tay cho nhân viên. Thứ hai là khuyến khích mọi người làm việc online tại nhà. Nếu như vậy được thì chúng ta sẽ hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau, mà công ty của chúng ta vẫn hoạt động bình thường và thu nhập anh em vẫn ổn định. Tôi xin hết. Cuộc họp tới đây là kết thúc. Bây giờ mọi người ai trở về chỗ mình làm việc. Khoa với Toàn với lại anh Thức ở lại. Dạ sếp. Ừ. Anh Thức à? Dạ. Tôi thì coi anh giống như là anh em ruột. Anh cứ vậy mà tiến hành, tôi ủng hộ anh. Em cũng cảm ơn anh đã đồng tình ý kiến với em. Dạ, cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người. Dạ. Anh Thức. Ừ? Em nói thiệt nha, bữa nay em nể anh dữ lắm luôn á. Đúng rồi đó anh Thức. Anh có gì đâu, anh thấy bình thường thôi. Không có bình thường đâu. Anh cứ khiêm tốn hoài. Anh có biết là anh vừa mới cứu bao nhiêu người thoát khỏi cảnh thất nghiệp không? Chứ không phải là như ai kia chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Cậu Tuấn cũng chỉ vì công ty mình thôi. Thôi, giải tán, về chỗ làm đi. Dạ. Dạ, chào anh. Ê, nghĩ sao mà ổng làm được cái trò đó vậy trời? Cắt nhân lực hả? Trời đất ơi, không có nhân tính chút nào luôn á. Mà cũng hên nó có ông Thức, không là ăn cám cả lũ. Đúng rồi đó, tôi thấy hên là có anh Thức á chứ. Đúng là vậy cố tình của tụi mình. Bởi vậy. Dạ chào sếp. Ủa, mọi người nói chuyện gì vui vậy?
Dạ đâu có gì đâu sếp. À, em phải xuống lấy cái tập hồ sơ chuyện này mình học gấp á sếp. Em xin phép sếp. Dạ. Ây da, ôi da, đau bụng quá. Sếp ơi, em phải xin phép em đi vệ sinh đây. Sáng giờ ăn trúng cái gì đau bụng quá sếp. Đi vui vẻ. Dạ dạ. Ây da. Alo, Khoa hả? Em rảnh á, thì giúp anh đẩy cái bài này trên Facebook nha. Lên group của công ty anh á, hình thì anh sẽ gửi qua cho em sau, ha. Ừ, rồi, cảm ơn em. Để coi, ai hơn ai. Mệt thiệt, chị không có gì hết mà lùm xùm. Dạ, em cũng lu bu công việc quá nên tới trễ chút. Dạ, sếp thông cảm. Nhìn hai người tôi mắc cười quá. Dạ sao? Dạ. Thời gian rảnh rồi không biết làm gì, trèo lên mạng xã hội nói dốc gì đấy. Nói ba cái chuyện gì không biết. Bây giờ ở trong công ty tùm lum tà la, ai cũng đồn rùm lên. Rồi hai người chửi nhau cãi nhau làm sao? Làm sao? Ai có lỗi trước? Ai? Bên đây nói bên đây là sao? Khai ra đi, ai? Dạ thưa sếp, thực ra là tại vì anh thức anh kiếm chuyện với em trước. Thì bây giờ ảnh đề ra cái giải pháp là họp online gì đó. Thì bạn bè anh em đồng nghiệp ủng hộ thì em cũng đâu có nói gì đâu. Thì tự nhiên cái xỏ xiên em, cái em vô comment em nói chuyện ý nghĩa chấn chỉnh lại thôi. Cái thả ha ha chọc tức em ý là sao? Ý anh là sao? Nè nè, tôi đã nói với cậu rất rõ ràng rồi. Tôi không hề có ý đồ đó. Tôi thấy cái câu đó đó đăng trên mạng hay, cái tôi mới tải về rồi tôi đăng lên. Tự nhiên cậu thấy nhột rồi cậu nói tôi xiên xỏ cậu à? Trời, anh nghĩ sao vậy? Tại vì anh xiên xỏ em trước. Nếu anh không xiên xỏ em mà em tự nói vậy chẳng khác nào em tiểu nhân. Ý anh nói em tiểu nhân hả? Bây giờ anh muốn em tiểu nhân không? Em tiểu nhân cho anh coi. Cậu tính làm gì? Tính làm gì tôi? Dạ anh muốn sao em chơi với anh sao à? Tôi còn sống nha. Hai người này đều có lỗi hết. Đừng nói tôi không biết. Cậu nè. Dạ. Chớp mà nhán, gây hiểu lầm. Về trong công ty người ta đồn tùm lum la. Mọi thứ hay ho không? Hay không? Còn anh nữa. Dạ sao? Cái chuyện gì đăng được thì đăng. Đăng đúng thời điểm tôi không nói. Đăng sai thời điểm đó, để tạo mâu thuẫn. Hay ho gì? Thì bên đây thả ha ha, bên đây thả là hô hô. Quê. Có gì đâu làm dữ hả? Một công ty mà thiệt không bao giờ biết đoàn kết. Hai người đứng dậy. Bắt tay làm quê. Bắt tay. Bắt tay. Nè. Trước mặt tôi mà tôi còn thấy sự miễn cưỡng của hai người. Tôi không thích gì đâu nha. Không thích gì đâu nha. Nhớ nha. Dạ. Rồi. Hai người ở đây tự suy nghĩ, tự chấn chỉnh rồi tự rút kinh nghiệm. Làm sao cho cái chuyện mà lùm xùm này nó dập tắt ở trong công ty. Dạ. Dạ. Nhớ. Thời kỳ khó khăn, ai ra sao tắt đèn. Là sao tắt đèn đi. Tự... Nhớ đó, tắt đèn đó, xếp la đó.
sơ vậy hả? Làm vậy rồi làm sao tôi báo cáo với sếp trên? Dạ, em thấy có chỗ nào sai đâu sếp. Cô làm sếp hay là tôi làm sếp? Làm lại cái đống này cho tôi. Dạ. Nè, từ bao giờ văn phòng này cho phép là mang đồ ăn vô đây vậy? Thì tại bình thường tụi em cũng đem lên đây ăn mà anh. Với lại anh Thức còn cho mọi người đem đồ ăn lên đây nấu mà, có gì đâu ăn. Anh Thức, tôi là sếp hay là anh Thức là sếp của cậu? Giờ tôi đuổi việc cậu cho anh Thức nhận cậu nha. Hả? Anh... cậu muốn làm sao? Có chuyện gì vậy? Anh Tuấn không cho tụi em mang đồ ăn lên đây nữa anh. Báo cáo. Bây giờ là nhân viên của tôi là Thích báo cáo cho anh Thức luôn. Ok thôi, bây giờ là tôi đuổi việc cậu nha. Anh Thức, Thức, thằng bé này là nhân viên của em. Ừ. Nó sáng dạ lắm. Anh thích thì anh nhận nó đi cho nó có tương lai. Rồi thôi được rồi, cái chuyện này để tôi giải quyết. Hai đứa ra ngoài đi. Nhưng mà... anh Thức nói nghe đi. Nè, cậu có thù ghét tôi á thì ngon nói thẳng với tôi đi. Mắc mớ gì quạnh hẹ mấy đứa nhỏ. Em không muốn cùng đẳng cấp thì mà nói chuyện với anh Thức. Anh Thức hiểu không? Cùng đẳng cấp? Thì ra là cậu vẫn cần ấm ức cái chuyện mà mọi người ủng hộ tôi về cái cách giải quyết của tôi chứ gì. Hay là cậu nghĩ là những cái bài mà tôi đăng trên Facebook là trêu chọc cậu? Tôi nói thật cho cậu biết nha, tôi thề á. Thôi anh đừng thề. Mình người lớn nhau nói chuyện thề thốt làm chi. Em lúc nào cũng hiểu rõ cái quy tắc của công ty này. Sao? Điều thứ nhất là anh Thức luôn đúng. Điều thứ hai là nếu anh Thức sai, coi là điều một. Bây giờ em nằm lòng cái quy tắc lắm rồi. Bởi vì cho nên em sẽ nghe lời hết. Mọi chuyện anh Thức cứ giải quyết là được hả? Thì ra tới bây giờ cậu vẫn nghĩ là cái phát biểu của cậu trong cuộc họp đó là đúng. Cậu nghĩ sao khi cậu muốn người ta lâm vào cảnh thất nghiệp giữa cái tình hình dịch bệnh như thế này? Rồi sao sống như thế nào? Để làm ăn, mình phải biết hy sinh những cái cá nhân nhỏ nhoi để phục vụ cho mục đích to lớn. Tôi hỏi cậu điều này, nếu như cậu á là người nằm trong cái thành phần nhỏ nhoi đó, cậu sẽ ra sao? Cậu nên nhớ, mình phải luôn luôn đặt quyền lợi của người khác, không vì mục đích cá nhân của mình. Cậu phải nhớ điều đó. Vậy thì cái lợi ích cá nhân của anh khi mà bị xâm phạm thì sao? Em á cũng chóng mắt cần. Mà coi tới cái ngày đó anh sẽ xử lý như thế nào. Chứ còn gì nữa mà cái... Chào mấy đứa. Anh. Ừ? Sao không ở nhà giữ gìn sức khỏe đi mà đi làm chi sớm vậy? Ủa, cậu nói gì lạ vậy? Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà phải ở nhà. Trời đất ơi, mọi người đang đồn ầm lên là anh bị Covid-19, đang đi cách ly. Sao anh ở đây làm gì vậy? Gì? Ai mà đồn ác mồm ác miệng vậy? Đồn đâu mà đồn. Hình chụp anh á bị người ta dẫn đi cách ly đăng đầy trong mấy group của công ty kia kìa. Anh tên anh lên anh coi thử đi. Mà đầu em nói thiệt anh luôn á, mình lớn rồi mình ý thức. Thí dụ như mà bị bệnh hoạn gì đó, mình ở nhà đi, mình vô đây rồi mình lây cho người ta tùm lum. Thôi tụi em mất lịch sự tụi em đi trước á. Quá đi, khổ thiệt khổ. Mọi người ơi, đồ ăn tới rồi. Nè. Ủa, tại sao cậu làm gì vậy? Em không có làm gì đâu. Ê, trời ơi anh Thúc ơi, anh đang bị Covid, tự nhiên trốn cách ly ra đây làm việc làm chi? Thôi thôi, anh đi về chạy đi. Thôi thôi thôi, cậu đừng có giả nai nữa. Thấy không, trong công ty này cậu là người làm Photoshop giỏi nhất, và cậu cũng là người thù tôi nhất, đúng không? Sẵn em cũng nhận luôn, em làm á. Trời, không những vậy nha, mà em còn tốn tiền á cho cái tụi mà rồ trên Facebook á, nó vô trong mấy cái group của công ty mình á, nó đăng mấy tấm hình của anh á. Trong nhận em có giả tâm nhưng mà em rất là có tâm với anh, đúng không? Cậu làm những việc này để chứng minh điều gì? Em chỉ muốn cho mọi người thấy cái bộ mặt thật của anh thôi. Có nghĩa là khi á mà đụng chạm đến cái lợi ích cá nhân á thì để coi coi anh còn cao thượng được bao lâu. Tôi sẽ tố cáo việc này. Ai tên anh? Trời ơi, anh vừa mới tràn vô thôi là người ta tràn ra cả lũ rồi. Ai đâu mà tin một cái con người vừa mới bị Covid mà phải trốn cách ly để vô đây làm việc với anh? Ai tên anh? Tôi tên. Tôi tin được không?
Ừ? Như đây không làm ăn xong làm sao? Ba cái sổ sách làm sao? Đây đây, nè, cái này ha. Có được cái gì? Nè, ông coi cái này coi. Tất cả hồ sơ đây có làm sao? Tôi sẽ bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Còn thằng này cũng vậy nữa, trẻ tuổi không làm cái gì hết trơn trời. Sổ sách toàn là ấy thì không ha. Bây giờ tôi sẽ có cái kế hoạch là tôi sẽ đuổi hết hai người này. Dạ sếp. Mấy người đừng có giỡn mặt với tôi. Nhớ nha. Dạ. Sao rồi? Anh có bị giáng chức không? Yên tâm đi, tôi không bị gì đâu. Nhưng mà em không ngờ Tuấn nó lại tệ như vậy. Tuấn hả? Nó làm, nó chịu. Vậy thôi. Dạ. Hiểu không? Dạ... Em cảm ơn sếp vì đã nói chuyện với giám đốc. Để em chỉ bị giáng chức thôi chứ không bị đuổi việc. Em xin lỗi sếp. Hai người nghe tôi nói nè. Tôi xem hai người giống như là cánh tay phải, cánh tay trái của tôi. Thân thiết đến mức độ như vậy. Nhưng tôi sống, làm việc vẫn có những nguyên tắc. Nếu cánh tay nào mà bị ung nhọt thì tôi sẵn sàng. Hiểu chưa?